Bây giờ em Hữu sẽ test cái chức năng gọi là cái chức năng đun nồi không khói và không đen nồi. Không khói thì nó vốn dĩ là nó không khói rồi. Các bác có thể nhìn thấy xung quanh nhà hoàn toàn nó không hề có chút khói nào. Nhưng bây giờ em Hữu sẽ cho các bác thấy cái chức năng của bếp đun không đen nồi này nó như thế này các bác nhé. Đấy, cho các bác đậy cái này lên đây cho em. Đây. Đấy, các bác đặt đây. Sao các bác đặt cái này đây. Ok chưa? Sướng chưa? Thế này là cứ thế là đun được các bác nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Lòng lắm cơ. Đây. Chỉ cần một tí tẹo vẫn là chúng ta nó sẽ sôi thôi. Ok, và các bác sẽ cùng chờ xem mà liệu cái con đây. Em Hữu làm nửa con gà các bác nhé. Đấy, làm nửa con gà luôn. Gà hấp muối luôn. Chào tất cả bác đã quay trở lại với kênh của Trần Hữu nhá. Cái năm 2022 này, cái chiếc bếp C30 nó đã quá là thành công rực rỡ rồi. Em Hữu nhận được rất là nhiều yêu cầu của bác này. Hữu ơi, có cách nào nâng cấp con C30 lên một con bếp nào đó nó ngon hơn, nó có nhiều tính năng hơn hay không, nó có thể là đun không khói không bụi rồi thì bây giờ anh muốn đun nó không đen nồi em ạ, và chuyển nó sang chế độ ủ được, thì có cái cách nào hay không? Thì trong cái năm 2023 này em Hữu đã cho ra một cái con bếp mới, đó chính là con bếp C31 các bác nhá. Con bếp C31 là con bếp C30 nhưng sẽ được nâng cấp lên rất là nhiều tính năng. Tính năng của nó con kia để là đó chính là tính năng không khói và không đen nồi, và nó vẫn cứ đun siêu tốc được. Nó có hai chức năng, vừa đun siêu tốc vừa đun không khói không đen nồi. Vậy thì cái tính năng này nó sẽ hoạt động làm sao? Đây, thì thưa các bác là cái tính năng này đây. Hôm nay là cái năm 2023 này em Hữu cho ra một cái bản này, đó chính là cái bản không khói không đen nồi C31. Và cái này nó sẽ hoạt động, nó có chính là một cái vòng âm dương như thế này các bác nhé. Tại sao nó gọi là vòng âm dương? Đó chính là nó sẽ có một vòng âm và một vòng dương. Cái vòng âm dương này nó có chức năng là đưa cho chúng ta đun không bị khói và không đen nồi. Thậm chí cái bộ vòng âm dương này chúng ta có thể nướng nấu rán ở bên trên này, gọi là giống như kiểu chúng ta đang chiên hoặc nồi chiên không dầu hoặc nồi nướng đấy các bác nhé. Nó rất là tuyệt vời luôn. Vậy thì cái cách thức hoạt động của nó ra sao và hiệu suất của nó có hơn hẳn chiếc bếp C30 hay không? Nó vẫn đun nhanh như bếp C30 nếu mà chúng ta mở cái nắp này ra là nó vẫn đun siêu tốc, không khói và không bụi và có thể đun thoải mái ở trong căn nhà ống như thế này. Nhưng khi chúng ta nắp cái bộ chuyển đổi lên, đấy, bộ này là bộ chuyển đổi âm dương ở lên, thì việc chúng ta đun lên trên này là không bao giờ bị khói các bác nhá. Và đặc biệt là cái bộ này nó rất là chắc. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Đây, các bác có thể thấy nha. Riêng cái đồ của em Hữu làm cho các bác rất là dày dặn. Em Hữu đang nặng tầm 70 cân. Ok, thoải mái chưa? Không sao cả, được chưa? Đấy, các bác thấy nó thực sự chắc đây. Các bác còn để, các bác có thể cho hẳn vào bên trong này được. Đây, nào, các bác nha, đứng hẳn bên trong này. Đấy, thấy chưa? Các bác đứng dẫm quát ở bên trong này này. Dẫm quát hẳn vào bên trong cái vòng âm dương ở trong này các bác nhé. Đây, dẫm hẳn gót vào bên trong vòng âm dương này cũng không hề hấn gì các bác. Thực sự cái bếp năm 2023 này nó quá là chắc các bạn. Mình cảm giác là mỗi tạ của nó không có thể đập không nổi luôn. Và cái cách thức vận hành của nó thì nó cũng giống như là cái bản 2022 thôi. Nhưng mà nó thêm chức năng là chức năng như vậy các bác nhé. Bây giờ em các bác sẽ khởi động nó lên. Và để cho các bác thấy được rằng cái chức năng này nó hoạt động trơn tru mượt mà như thế nào thì các bác cùng mới theo dõi với em Hữu nhá. Ok, bây giờ mình sẽ khởi động nó. Vậy thì khởi động nó thì nó cũng giống như những chiếc bếp khác. Đây. Một, nó khi các bác nhận bếp về thì nó sẽ trong cái hộp quạt này nó sẽ có một cái quạt như thế này, một cái quạt như thế này và một cái ống như thế này. Nhưng mà cái ống này chúng ta không sử dụng các bác nhé, chúng ta để đây bởi vì cái ống này nó làm việc khác chứ nó không phải để cho cái quạt này đâu. Cái quạt này của chúng ta là việc chúng ta sẽ cắm vào đây, đây này, cắm vào đây các bác nhé. Chúng ta sẽ lấy một cái gì đó chúng ta kê lên cho nó bằng ở cái này đây. Ok, đây chúng ta sẽ kê lên và chúng ta cắm điện rồi các bác. Đấy, cắm điện chúng ta bật quạt. Đấy, một số các bác thắc mắc rằng tại sao gió thổi như này nó có bay cái bụi lên bên trên này hay không, thì xin thưa các bác, cái này là nó hoạt động theo kiểu là khí động học, nó không phải là thổi từ dưới đáy thổi lên mà nó thổi từ trên đây. Các bác này lại gần đây, nó sẽ thổi như này. Tức là ở đây nó sẽ được bố trí rất là nhiều những cái hàng lỗ nhỏ li ti nằm ở bên trong này. Nó được bố trí bằng 3 tầng này, nó gồm có là tầng ấy này, tầng sấy, tầng ủ và tầng diệt khói ở bên trên này. Và bên này nữa là cái bụi nó sẽ được ép hết xuống bên dưới, nó sẽ thổi trên mặt và cái bụi nó ép xuống bên dưới. Đấy các bác, và khi chúng ta đun cái bếp này
Một số các bác mới nhận bếp về, có thể các bác chưa quen, các bác bảo là tôi thấy nó hơi khói, vậy thì các bác đun như nào? Bởi vì cái củi của bác đây, cái củi chúng ta đun, chúng ta phải chúc cái đầu củi này các bác nhé. Đây, nếu là củi bé chúng ta chỉ cần tầm 3 thanh thôi, bếp này không đun nhiều, củi bé chỉ cần 3 thanh mà chúng ta cho cái đầu củi chúc xuân ngày. Còn nếu chúng ta đun củi to thì sao? Nếu mà chúng ta đun củi to, củi dài giống như chúng ta đun cây tre này, ok, rất to và dài đúng không? Chúng ta chỉ cần cho một cây thôi. Đây, chúng ta cho một cây thôi và chúng ta cắm nó xuống như này. Cắm cái đầu nó xuống đây. Đấy, các bác để ý nhá. Khi đun cái dòng bếp siêu tốc thì cái đầu củi luôn luôn cắm xuống bên dưới này. Vậy tại sao phải cắm xuống dưới này? Bởi vì là nó sẽ có oxy ở đây, oxy nó sẽ đốt hết cái khói ở đây thì nó sẽ không có khói các bác nhá. Lý do cái bếp siêu tốc này nó không khói là như vậy bởi vì nó được phụ trợ bởi cái quạt này. Cái quạt này sẽ nạp thêm oxy vào và nó đốt hết cái khói này đi. Nó đốt một cách triệt để, thế nên cái bếp này không có khói. Cái bếp này có thể đun được củi ngắn và củi dài thoải mái nhé. Ok, bây giờ thì em Hiếu và các bác sẽ khởi động nó lên rồi để thấy cái công lực của nó thực sự nó mạnh mẽ như nào. Đây, lửa đây. Các bác quan sát cái chất lửa của nó các bác nhá. Đấy, các bác thấy rồi, lửa cháy rất là tuyệt vời luôn. Nó đẳng cấp các bác ạ. Nó cháy mà các bác nhìn này. Đấy, nhìn cái màu lửa nó khác hẳn với cái màu lửa mà chúng ta đun củi bình thường nhé. Và các bác có thể dịch sang mé bên trái này một chút. Để các bác để ý xem không hề có khói luôn. Đấy, tuyệt vời không? Đây đây đây. Đây là ống thông lửa nó nằm đây. Đây nhá bác nhá. Ống này là ống thông lửa nhưng mà không hề có một chút khói nào. Đây, các bác quan sát thật kỹ rồi em nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Ống thông lửa bên này. Đây, ống thông lửa bên này sang bên này nhưng không, nó không nóng lắm các bác nhá. Đấy, không nóng lắm đâu mà nhiệt nó sẽ lên đây. Đây, nhiệt lên đây rất cao luôn. Đây, các bác thấy chưa? Thực sự gô nó đẹp không? Thực sự gô nó cháy quá đẹp luôn á. Nhìn cái chất lửa của nó giống như kiểu là các bác đang đun bếp ga công nghiệp ấy nhá. Đây, quá là tuyệt vời quá. Gọi là một cuộc cách mạng luôn. Đấy, các bác thích thì các bác có thể đóng cửa vào. Đây, cửa đây. Các bác thích thì các bác có thể đóng vào như này nhé. Đấy, đóng vào như này đều được. Các bác để quan sát cái nhiệt lượng của nó. Đấy, ok chưa? À. Bây giờ em Hiếu sẽ test cái chức năng gọi là cái chức năng đun nồi không khói và không đen nồi. Không khói thì nó vốn dĩ là nó không khói rồi. Các bác có thể nhìn xung quanh nhà hoàn toàn nó không hề có chút khói nào. Nhưng bây giờ em Hiếu sẽ cho các bác thấy cái chức năng của bếp đun không đen nồi này nó như thế này các bác nhé. Đấy, cho các bác đậy cái này lên đây cho em. Đây. Đấy, các bác đậy đây. Xong các bác đặt cái này lên đây. Ok chưa? Sướng chưa? Thế này là cứ thế là đun được các bác nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Lòng lắm cơ. Đây. Chỉ cần một tí tẹo vẫn là chúng ta sẽ sôi thôi. Ok, và các bác sẽ cùng chờ xem là liệu cái con đây. Em Hiếu làm nửa con gà các bác nhé. Đấy, làm nửa con gà luôn. Gà hấp muối các bạn. Thời gian khoảng độ 1 giờ, hơn 1 giờ các bác nhé. Thì bây giờ đây là cái nửa khu vực này bắt đầu nó cũng đã dần dần xuống rồi các bác. Đấy. Cháy vẫn rất là ok các bác. Em Hiếu cảm thấy con gà nó đã rất là ok. Nó đã chín thơm lức mũi, thơm bay khắp nhà này các bác nhé. Đấy, nó khô, bên dưới khô đét là đẹp luôn rồi các bác. Đấy, khô đét là đẹp đây các bác, nhìn cái muối đây. Muối đã bắt đầu nó hết nước rồi. Rất là ngon các bác. Này. Hương vị quá là, phải nói là siêu ngon luôn các bác.
Sau khi xong chúng ta sẽ sản nữa. Ok. Nó sẽ giảm nữa cho bác. Giảm nữa. Bếp này có thể điều chỉnh to nhỏ được. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, luôn giảm nữa. Đấy. Giảm nữa thì nó sẽ cháy chậm đi các bác nhé. Đây. Khi chúng ta xong rồi chúng ta giảm nửa nó sẽ cháy nhỏ đi. Đấy. Sẽ cháy lưu lưu. Đấy. Nó sẽ cháy. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Giảm nửa nó sẽ cháy lưu lưu.